Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, trưởng cụm thi đua Tây Nam Bộ và Hội Liên hiệp Phụ nữ 11 tỉnh trong cụm tổ chức hội nghị ký kết thi đua năm 2022. Dự hội nghị có bà Trần Thị Quyền Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, trưởng ban công tác phía Nam Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội nghị triển khai quy chế hoạt động năm 2022 với mục tiêu phát huy những sáng kiến đổi mới trong công tác chỉ đạo phong trào thi đua của mỗi địa phương, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua trong tổ chức hội, cùng phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở định hướng của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các thành viên trong cụm có nhiệm vụ lựa chọn nội dung ưu tiên trong nhóm nội dung chủ đề 5 để cụ thể nội dung phát động thi đua trong hệ thống hội, đảm bảo phù hợp với đặc điểm điều kiện của mỗi địa phương, đồng thời xác định nội dung và đề nghị kiến nghị đoàn công tác phụ trách cụm chỉ đạo, hướng dẫn hỗ trợ, bình xét và suy tôn các đơn vị có thành tích xuất sắc để đề nghị tặng cờ thi đua. Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh trong cụm Tây Nam Bộ cũng đề ra kế hoạch tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, giao lưu nhằm tăng cường giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo điều kiện cho chị em gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Phối hợp hỗ trợ xây dựng 7 mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng học bổng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ngoài ra tổ chức ký kết liên tịch, tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm thương hiệu đặc trưng của tỉnh và đạt tiêu chuẩn OCOP. Tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề ấm áp yêu thương và trò chơi dân gian. Kết thúc hội nghị, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ 12 tỉnh Tây Nam Bộ đã ký kết thi đua năm 2022.